Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tuổi Trẻ Việt TV, nơi cập nhật tất tần tật những tin tức nổi bật, chất lượng, nhanh chóng và chính xác. Để xem hôm nay Tuổi Trẻ Việt TV sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi gì nào. Lý Hùng, sinh năm 1969 ở tỉnh Vĩnh Long, là một diễn viên điện ảnh kiêm ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Anh là nam diễn viên đầu tiên từng tham gia đóng phim trong một số phim hợp tác với điện ảnh Hồng Kông. Liên tiếp từ các năm 1991 đến năm 1999, Lý Hùng được vinh danh là nam diễn viên khả ái và nam diễn viên được yêu thích nhất do báo Thanh Niên và Người Lao Động bình chọn. Rất nhiều vai diễn của anh đã để lại ấn tượng đẹp cho khán giả và được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là nam diễn viên đóng nhiều vai chính nhất phim Việt Nam. Gặp lại quý vị khán giả của chương trình Đời Nghệ Sĩ. Và ngồi kế bên cạnh Kiều Ngân ngay bây giờ là một nam diễn viên rất nổi tiếng trong làng phim Việt vào những năm 1990. Và đến tận bây giờ thì sức ảnh hưởng của anh vẫn chưa hề thuyên giảm. Và người mà Kiều Ngân muốn nhắc đến đó là nam diễn viên Lý Hùng. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu cuộc trò chuyện với anh nhé. Em xin chào anh ạ. Chào Kiều Ngân. Hôm nay Lý Hùng rất là vui được tham gia chương trình Đời Nghệ Sĩ. Chắc có lẽ là chương trình này sẽ nói rất nhiều về đời tư này cũng như công việc của Lý Hùng. Thì hôm nay thì chắc có lẽ Lý Hùng không thể nào giấu được có những gì bật mí về cuộc sống mà từ Lý Hùng tham gia từ trẻ, từ lúc mà chập chững bước vào nghệ thuật tới ngày hôm nay. Thì Lý Hùng sẵn sàng, nếu quý vị khán giả yêu mến Lý Hùng muốn thắc mắc điều gì thì Lý Hùng sẽ trả lời. Nhưng mà đặc biệt nhớ là đừng nói chuyện đời tư nha. Lý Hùng có cái điều là nghệ sĩ thì rất nhiều anh em có những tính cách khác nhau, mà Lý Hùng thích nói về gia đình, giữa ba mẹ anh em, hoặc là nói về nghề. Chứ còn nếu mà xoáy vào vấn đề mà nói về tình yêu rồi thế này thế kia người nọ thì Lý Hùng xin lỗi là những cái đó thì Lý Hùng không có cái phong cách đó. Em đã được xem phim của anh Hùng từ rất là nhỏ rồi, khi mà em còn nhỏ thì em đã xem phim anh rồi. Vậy thì em không biết là cho tới thời điểm này thì anh đã vào nghề bao nhiêu lâu rồi anh? Nếu nói vào nghề thì lâu lắm rồi. Tại vì anh là một diễn viên mà nó khác diễn viên khác. Tại cái nền tảng gia đình anh được cái may mắn á, là ba anh nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh cũng là võ sư nữa. Thì anh lúc thì tập chững anh bước vào thực sự là bước vào nghề đầu tiên là học võ trước. Học võ tại cái võ đường gia đình anh có sẵn. Thì lúc đó anh mới có chừng coi lớp 1 là 6 tuổi mà 7 tuổi. Thì lúc mà cấp 1 là khoảng chừng 8-9 tuổi là anh học võ rồi. Thì sau đó khi là 12 tuổi anh đóng phim rồi. Anh đóng phim vai chánh cho bộ phim Đàn Chim Cơ Bảo. Và sau đó anh mới được sự hướng dẫn của ba mẹ. Lúc đó anh mới theo cái trường điện ảnh Việt Nam. Đó, thì cái lớp của anh là lớp đầu tiên gồm anh là Diễm Hương nè, Lê Tuấn Anh, Ngọc Hiệp. Và khi đó tới ngày hôm nay thì anh vào nghề cũng trên 30 năm rồi. Ngay thời điểm hiện tại thì công nghệ thông tin đến với mọi người rất là nhanh chóng, bởi vì cái sự nổi tiếng của mọi người có thể đo được như là lượng fan nè, rồi những bài báo viết về người đó nè. Nhưng mà giống như cái thời của anh những năm 90 á, thì công nghệ thông tin không có nhiều và báo chí cũng không có nhiều nữa, thì khán giả biết đến anh như thế nào để đo được một sự nổi tiếng của người diễn viên? Đó thì cái đó mới là nó khó lắm. Rồi tại sao hồi xưa anh nhớ cái phim anh đóng đi, nó không phải như hồi xưa nhớ một cái nhà báo như Cát Vũ, là cô nhà báo nổi tiếng báo Tuổi Trẻ đi, mà phỏng vấn về nghệ thuật đi, cô đến phỏng vấn xong tuần lễ sau mới duyệt bài rồi mới đưa lên báo giấy, mà báo giấy có người coi người không coi. Đó là một cái điều mà Lý Hùng nói. Cái thứ hai, nó phim là xưa chiếu ở rạp, thì khi chiếu là chiếu ở rạp chứ không có truyền hình, thì khán giả muốn xem Lý Hùng á thì phải đến rạp coi nè. Thì như vậy thì mới giá trị thật. Thì khi khán giả đến là coi như là cái lượt khán giả đến là coi như là coi suất chiếu á là ùng ùng, mà coi xếp hàng để mua. Hùng nhớ Phẩm Công Bút Hoa, Người Không Mang Họ, hay là những bộ phim Thăng Long Điện Kiếm, hay là Sơn Thần Thủy Quái, rồi họ coi lùm lượp mà từ nam chí bắc vùng quê lại họ không có rạp chiếu phim. Thấy không? Không được làm chiếu phim, đâm ra sau khi chiếu hết những thành thị lớn, những thành phố lớn, họ mới ôm một cái máy phim, họ căng cái màn lên, họ đưa về quê. Ví dụ họ vây lại cái xe vận động, bà con dễ thương lắm, không ai treo rào vậy, cứ đưa vé vào xem.
à, miễn sao gặp được Lý Hùng à, là họ vui rồi. À, Lý Hùng ra Quảng Trị họ nói mà chiều cái xe xe mà Honda đi cổ động á, lo lo tối nay có phim của Lý Hùng à, phim này phim kia chiếu tại sân vận động, bà con nhớ đến xem nha. Đó, nhưng mà cái đó thì họ 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 nôn nóng, họ thấy báo chí đăng thì họ hưng phấn, họ đợi tác phẩm. Bây giờ thì ca sĩ hay là diễn viên anh thường hay có những buổi mà họp fan hay là giao lưu với fan, thì ngày xưa cái thời của anh thì có những cái buổi họp như vậy không? Ừ, không, hoàn toàn là không có. Thùng kể cái này ra biết khán giả bây giờ, nhất là giới trẻ bây giờ nè, sẽ hơi bất ngờ và hơi lạ lẫm. Lạ lẫm chỗ nào? Là không có fan club, là cả nước họ yêu mến, họ biết địa chỉ nhà Lý Hùng. Ví dụ như 1314 đường 3 tháng 2 là họ gửi thư về, xin lỗi bác đưa thư ở nhà đó, là một hầu như là ngày nào cũng đến. Thư khán giả gửi chồng chồng nha, gửi chồng chồng, cả xin lỗi nó kêu hơi cả chục ngàn thư. Đôi lúc đó, Hùng lại không muốn là à, mình tạo được một fan club, tại hồi lúc đó khó khăn lắm, đâu có chuyện mà lên Facebook đâu, đâu có chuyện lên Zalo, đâu có chuyện mà à, điện thoại đó, thì tất cả những cái đó thì mình trả lời trên báo, họ sẽ mua báo họ coi, thì rất là chân thật. Tới ngày hôm nay Lý Hùng ra có nhiều người mắc cười lắm, họ gặp Lý Hùng nhỏ tuổi hơn cha, 5-10 tuổi, trời ơi em mê anh từ nhỏ luôn, bây giờ em con em lớn rồi đó, mà hai vợ chồng vẫn mê, mà không biết cách nào mà gửi thơ cho anh, tội nghiệp lắm. Mà thậm chí có nhiều người nói tôi muốn đặt tên con tôi Lý Hùng nữa đó. Đó thì họ kể lại trời mà dễ thương, mà thật sự anh có biết họ là ai không, hề biết họ là ai đó, mà nó là cái chân thật. Kể thậm chí có trường hợp thì Hùng nhớ Đắk Lắk cười lắm, họ đi hát hồi xưa cái đây cũng nhiều năm rồi, lên Đắk Lắk thì tự nhiên sáng mai ra khán giả cả mấy ngàn người xung động, mà sáng mai ra nói đi ra chợ thì ở khách sạn mà cái ra phố mà đi mua cà phê này kia đó. Trời ơi, hôm qua tại Lý Hùng á mà cái cô kia bị chồng đánh muốn chết. Ủa vụ gì? Té ra gì tối buổi hát á thì khán giả thì ban tổ chức á mua một vé họ tặng tấm hình Lý Hùng, thì tối cái chị đó về chị để trên đầu giường á gì không chả hiểu, mà chị để đầu giường á để ở đâu không biết, thì ông xã ông thấy ông mới tức lên ông ghen, thì Hùng mới ngồi cười, trời ơi đâu phải lỗi tôi làm gì lỗi tôi, thì đó là khán giả hâm mộ à, thì chẳng qua cũng là kỷ niệm vui. Cái nghệ sĩ nó kỳ lắm, anh nổi tiếng chị nổi tiếng thì đi đâu khỏi cần giới thiệu, người ta trầm trồ liền, chứ đừng bao giờ đi đến đâu tự vỗ ngực xưng tên hoặc là nhờ fan club mình dơ lên mình la lên. Chỉ nói một câu thôi là phải nên cố gắng bằng khả năng tài năng của mình là trên hết. Em có nghe một thông tin là ngày xưa cái tiền cát xê của anh đôi khi một bộ phim là 30 cây vàng. Vậy thì lúc đó thật ra là tiền thì nó có giá trị hơn bây giờ, nhưng mà 30 cây vàng là khá lớn rồi đúng không anh? 30 cây vàng á là ít á, là bộ phim 30 triệu, em nhớ thập niên 90 đi, 30 triệu á, lớn lắm, lớn lắm, 30 triệu, hồi xưa anh nhớ mà, 30 triệu á, thì có thể là đóng một phim nữa thôi, là đóng mua được xe ô tô rồi, em hiểu không, là ô tô hồi xưa chừng mà 40 triệu thôi, là tiếu tiền Việt Nam mà cũng được trên 1 tỷ, gần 2 tỷ đó, tại cái vàng mình xưa có mấy trăm mà, có mấy trăm đồng một chỉ vàng à, đó, thì bởi vậy tới ngày hôm nay họ vẫn nói là nam diễn viên là kỷ lục, là cát xê cao nhất Việt Nam. Thật sự nói là tại ông mắc cười, thì tiền Lý Hùng đóng gì chứ Lý Hùng có nhận đâu, đưa mẹ hết à, mẹ mới lo cho gia đình, lo nhà cửa, lo xe cộ. Nhưng mà ngược lại Lý Hùng muốn nói là tại sao phải là mình đòi hỏi cát xê cao đâu, nó có gì cũng phải có cái giá của đó. Tại khi tên tuổi Lý Hùng chiếu qua rạp, hồi nãy lúc đầu Lý Hùng nói rồi là khán giả cả nước Việt Nam ùng ùng xếp hàng mua vé, thì cái nhà sản xuất phim họ mới có tiền, họ mới trả cho mình. Mình hồi nãy giờ mình nói chuyện từ đầu đến cuối giờ là tất cả những cái chân thật của cái đời và nghề. Em được biết thì năm 2012 thì UNET đã ghi nhận anh là nam diễn viên Việt Nam có nhiều vai chính nhất. Vậy thì tới bây giờ anh đã đóng được bao nhiêu vai chính rồi? Nếu mà nói vai chính thật sự mà để xác lập đúng là khoảng chừng trên 90 bộ phim, gần cả trăm. Tại giờ xưa giờ các bạn thấy là ít bây giờ Lý Hùng muốn vai phụ lắm. Thì nhưng mà các bạn ơi, Lý Hùng muốn chia sẻ là chưa đâu. Bây giờ còn Lý Hùng còn yêu nghề lắm, còn rất là nhiệt huyết với nghề. Lý Hùng sẽ còn tham gia nữa, sẽ tham gia những bộ phim vai chính nữa để cho khán giả xem, để khán giả có những cái món ăn tinh thần để gửi đến khán giả. Thì đôi lúc phản đổi không phải nó hụt nó rõ luôn, không phải là một dạo chơi đâu, mà đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí bằng máu nữa. Ở trên người Lý Hùng thẹo rất là nhiều, tay chân này kia thẹo lắm, tại Lý Hùng là chuyên đóng phim hành động. Có những phim hành động nó phải là đơn giản đâu, bay nhảy rồi ngoài sự cố ra mình bị nữa chứ, mình đánh nhau rồi mình cũng đâu phải là mình đập cái chai là đơn giản là không sao an toàn, mà đập rủi ro mình diễn thì nó văng cái biển lên chúng
Đó là cái gì? Đó là phải chảy bằng, phải khai đổ bằng máu để mình thể hiện tác phẩm. Nhưng mà khán giả có biết đâu, khán giả thấy mình diễn vậy mà không sao. Vì sao mà tác phẩm của Lý Hùng chiếu ra bà con khán giả cả nước yêu mến là Lý Hùng cảm thấy hạnh phúc rồi. Có thể nói đến bây giờ thì anh Lý Hùng đã là một người đàn anh gạo cội trong nghề rồi, thì anh có điều gì muốn chia sẻ với thế hệ diễn viên trẻ bây giờ không? Tới hôm nay thì cái giới trẻ cũng may mắn rồi, chúng tôi là được cái nhiều cái thuận lợi quá. Nhưng mà tôi cũng khuyên các bạn thuận lợi đó, nhưng mà chúng ta phải chịu khó, chứ chúng ta đừng có ỷ lại. Đại khái như ra hiện trường cũng không cần học hỏi, mà nói sao làm vậy, diễn xuất phải nhập tâm vào, người ta hiểu được cái mình đang diễn tải, mình quên cái Lý Hùng ở ngoài đời, mình phải diễn làm sao để khán giả lôi cuốn vào, thấy được cái đó là cái diễn tả mình thì cái đó. Hòa và nhân vật đúng không anh? Đúng rồi, gần đóng phim. Nhiều khán giả thắc mắc là tại sao Lý Hùng không tham gia đóng phim, thì các bạn biết là sau cái thời mà khi mà điện ảnh Việt Nam mình nó bị suy thoái, nó đi xuống, tức là rạp chiếu phim thì cũ kỹ nè, rồi đầu tư phim thì không có, thì đâm ra thì Lý Hùng cũng thực sự là cũng hơi bất mãn, cũng hơi buồn. Bởi vì cái thời vinh quang của Lý Hùng là thời thập niên 90. Lý Hùng không tham gia đóng phim nhưng mà Lý Hùng cũng rất là yêu nghệ thuật. Yêu thuật là sao? Lý Hùng đi diễn ca nhạc. Lý Hùng diễn ca nhạc là sao? Đi chung với cái đoàn ca nhạc thành phố Hồ Chí Minh hoặc những cái đoàn tỉnh bạn họ mời đến. Như lúc đầu Lý Hùng nói là đến những vùng sâu vùng xa, là Lý Hùng là con nhà võ, ba Lý Hùng là nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh, mẹ cũng là mấy người cũng là đỡ đầu gia đình. Mà Lý Hùng rất là thích phiêu lưu du lịch, thì đâm ra trong thời gian 7 năm trời đó, Lý Hùng đi tất cả các vùng đất nước, nẻo đường của nước Việt Nam mình. Hạnh phúc lắm, hát xong đến 11 giờ khuya về là về tới 4 giờ sáng mới ra được tới Cà Mau. Đó, thấy cực khổ không? Mà cái cực khổ đó là hạnh phúc lắm. Thì sau đó thì năm 2005 hay 2006 gì đó, anh đạo diễn Trần Ánh Đôn, Lý Hùng có điện Lý Hùng, nói là Lý Hùng ơi còn yêu nghề không? Có thích trở lại đóng phim không? Thì Lý Hùng nói thật không anh Đôn? Nói thật chứ. Lý Hùng mới nhận. Những lời ngay khi tham gia bộ phim đó là bộ phim Đô La Trắng. Sau 7 năm Lý Hùng trở lại đóng phim, thì khi chiếu bộ phim Đô La Trắng trở ra thì được khán giả yêu mến, cả nước rất yêu mến. Một ấn tượng của Lý Hùng trở lại sau một thời gian không tham gia phim. Một ngôi sao từng trên đỉnh vinh quang của dòng phim thập niên năm 1990, dù hào quang có lấp lánh thì đến một lúc nào đó cũng phai mờ theo quy luật của thời gian. Nhưng cái chất của một nghệ sĩ và phong thái của một người từng ở đỉnh cao vẫn toát ra ngay trong hiện tại, khi sức hút đã giảm là điều mà không phải nghệ sĩ nào cũng làm được. Thưa quý vị các bạn, thì nói về cái đời mà cái nghiệp mà Lý Hùng tham gia tới ngày hôm nay á, thì nói chung là làm nhiều nghề lắm, vừa đóng phim vừa ca nhạc thì làm MC. Thì Lý Hùng có thể tổng kết là gì? Tổng kết tới thời điểm này thôi, mình được nhiều hơn mất. Được nhiều mất là sao? Được có nhiều khán giả yêu mến mình, dành tình cảm cho mình. Một cái người nghệ sĩ mà được như thế là không còn gì hạnh phúc bằng. Thì Lý Hùng vẫn còn muốn là có những bộ phim xuất sắc hơn nữa, những bộ phim hay hơn nữa. Lý Hùng vẫn nói trong bản thân mình để đáp lại tình cảm thương mến mà khán giả Việt Nam yêu mến. Sau này không đóng phim nữa, Lý Hùng muốn làm một nhà sản xuất phim để ra những tác phẩm phim để cống hiến cho khán giả. Và đó là cái mơ ước của Lý Hùng. Xin mời quý vị khán giả hãy đón nhận nha những cái gì mà Lý Hùng muốn chia sẻ khán giả. Và Lý Hùng sẽ hứa là sẽ làm hết mình, hết tâm huyết đưa ra những tác phẩm hay để cống hiến cho khán giả. Chúng ta vừa được lắng nghe những chia sẻ của nam tài tử nổi tiếng một thời, biết được con đường hoạt động nghệ thuật của anh cũng như niềm đam mê mà anh đã dành hết tuổi thanh xuân để theo đuổi. Chúng ta hãy cùng chúc cho anh giữ mãi tinh thần lạc quan cũng như hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi, và nếu có đóng góp ý kiến xin vui lòng gửi cho chúng tôi qua địa chỉ Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Tuổi Trẻ Việt, số 286/2B, đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc qua địa chỉ email tuổitrẻviet.ttva@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại! Video đến đây là hết rồi, hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Và đừng quên like, share cũng như nhấn nút subscribe để ủng hộ Tuổi Trẻ Việt TV nha.